Vâng, kính chào các bạn. Ngày hôm nay, ngày 5 tháng 8 năm 2019 tại Berlin. Và tôi đứng ngay ở đây, phía sau lưng tôi, mà các bạn đã thấy đó là văn phòng của Nghị viện châu Âu đặt tại Berlin. Và tất cả những công dân của Đức và các nước châu Âu, nếu muốn thì bất cứ ai cũng có thể vào văn phòng ở đây để tìm hiểu về những chính sách, về pháp luật và về những cái thuận lợi mà khi là trở thành một công dân của châu Âu. Và cũng trong hiện nay ở Việt Nam cũng đang xảy ra một vụ việc rất nghiêm trọng, đó là việc Trung Quốc đã liên tiếp trong những ngày qua lấn lướt và tìm mọi cách là xâm chiếm cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở bãi Tư Chính, và họ đã vẽ ra đường lưỡi bò và họ sử dụng cái đường lưỡi bò này để nhằm tranh chấp pháp lý với các nước khác, mà Việt Nam của chúng ta là một trong những nước như vậy. Và sau một thời gian khá dài thì truyền thông Việt Nam bắt đầu được lên tiếng, được đưa tin chi tiết về cái việc vụ việc này. Và cũng ngày thời gian vừa qua, đó là từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5, thì châu Âu đã cử một người, đó là bà Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh, bà Mogherini, đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 8. Thì đây các bạn thấy những hình ảnh mà đã được báo chí ở trong nước chia sẻ. Và cái điều mà Việt Nam đang trông đợi ở châu Âu, đó là việc là châu Âu, tức là EU, ủng hộ tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Và đây là cái thông tin mà Việt Nam đang rất cần. Bởi vì như các bạn đã biết, sau khi Việt Nam và Trung Quốc có một thời gian dài là những cái đối tác với nhau, và trong cái thời gian trước khi chiến tranh xảy ra thì Trung Quốc đã giúp đỡ Việt Nam rất nhiều, viện trợ rất nhiều cho Việt Nam để Việt Nam đánh Pháp và đánh Mỹ. Nhưng hiện nay giữa hai cái nước cộng sản này còn lại ở nước châu Á, ở châu Á, thì lại có cái mâu thuẫn cực kỳ lớn, đó là việc mà Trung Quốc đã xâm chiếm cái chủ quyền biển đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào năm 1974, khi thể chế Việt Nam Cộng Hòa lúc đó không thể bảo vệ được cái vùng chủ quyền đó. Và sau đó đến những năm 80 thì chính Trung Quốc đã dùng súng và dùng những cái chiến hạm đến để tấn công những cái chiến sĩ công binh của quân đội nhân dân Việt Nam tại Gạc Ma, và ở đây họ đã giết chết 64 chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Và hiện nay thì Việt Nam khá cô đơn trong vấn đề chống Trung Quốc, và chính vì vậy mà Việt Nam rất cần cái sự ủng hộ của các nước trên thế giới, của Mỹ và đặc biệt là của Liên minh châu Âu. Và các bạn cũng thấy Việt Nam đã lập tức đăng tải cái hình ảnh này là và ghi rất rõ là cái việc mà Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Chủ tịch EC, đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Mogherini đã gặp nhau trong thời gian vừa qua tại Việt Nam. Và ở đây họ đã phấn đấu và ký kết một cái văn bản để hợp tác về mặt quốc phòng giữa châu Âu với Việt Nam. Và sở dĩ tại sao châu Âu lại quan tâm đến Việt Nam, và các bạn nên biết rằng là hiện nay Việt Nam là một cái đất nước mà cũng khá đông dân, tức là gần 100 triệu dân, và châu Âu là một liên minh gồm có nhiều nước, và họ cũng mong muốn mở rộng cái ảnh hưởng của mình để tiêu thụ hàng hóa và xuất khẩu những cái sản phẩm và dịch vụ của mình sang các nước khác, và trong đó có Việt Nam, thị trường Việt Nam rất quan trọng đối với họ. Ngoài ra thì trong những quá trình gặp những cái lãnh đạo của Đức và một số nước châu Âu thì chúng tôi cũng đã biết được là cái mong muốn của họ giúp đỡ Việt Nam để làm sao càng ngày càng dân chủ và tiến bộ hơn, nhưng không thể dùng cái biện pháp quá cứng rắn, mà họ phải dùng cái việc mà sẽ đào tạo cho những cái thế hệ tiếp theo của Việt Nam sau này khi trở lại lãnh đạo đất nước, thì họ sẽ biết thế nào là nền dân chủ như ở châu Âu để họ có thể áp dụng được cái điều đó tại Việt Nam. Và trước đó thì các bạn cũng đã biết những cái thông tin là vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 thì cũng tại Hà Nội đã có diễn ra cái ký kết hợp tác thương mại, hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu là EVFTA. Đây là một hiệp định rất quan trọng đối với Việt Nam khi mà Việt Nam đang rất khó khăn về vấn đề là xuất khẩu hàng hóa sang các nước khác, và trong đó có Trung Quốc, bởi vì là khi Trung Quốc bắt đầu gây chiến với Việt Nam, họ dùng những cái tàu thuyền ở ngoài biển, họ hút thủng tàu của ngư dân Việt Nam, và những cái ngư dân đó cũng đã chết chìm cùng với những chiếc tàu như vậy rất nhiều lần. Và Việt Nam cũng nhiều lần lên công hàm phản đối gửi cho Trung Quốc, nhưng dường như những cái động thái này của Việt Nam không đem lại cái giá trị đối với Trung Quốc, và càng ngày Trung Quốc càng có cái biện pháp lấn lướt hơn. Và cụ thể nhất đó là việc mà trong những ngày vừa qua liên tục Trung Quốc cho những tàu hải tàu để tuần tra trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và họ đã dùng những cái tàu thăm dò để liên tục thăm dò trong cái thềm lục địa của Việt Nam, và điều đó đã vi phạm trắng trợn cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Nhưng Việt Nam đang phụ thuộc vào Trung Quốc ở nhiều lĩnh vực, và trong đó quan trọng nhất là lĩnh vực chính trị và kinh tế. Đó là hai đảng cộng sản vẫn là hợp tác với nhau, mà người đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng
và ông Tập Cận Bình. Nhưng việc hợp tác đó cũng không tránh khỏi cái việc khi Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền biển đảo của họ, đó là họ vẽ ra đường lưỡi bò và họ muốn rằng Việt Nam phải thuần phục Trung Quốc. Và chính vì vậy mà Việt Nam đã phải tìm mọi cách để liên hệ và mở rộng cái quan hệ hợp tác với các nước như Liên minh châu Âu mà chúng ta đã nhìn ở sau đây. Và điều đó đương nhiên là có lợi cho Việt Nam, có lợi cho người dân Việt Nam, bởi vì khi mà có hợp tác tốt thì những sản phẩm hàng hóa của Việt Nam sẽ được xuất khẩu sang Liên minh châu Âu với mức thuế rất ưu đãi, và ngược lại châu Âu sẽ dành cho Việt Nam những cái suất học bổng rất nhiều cho những cái thế hệ kế cận. Và ngoài ra châu Âu cũng sẽ có những cái tiếp cận tốt với thị trường Việt Nam với gần 100 triệu dân đó. Và đây là cái bản tin mà ngày hôm nay báo chí của Đức cũng đã đăng, đó là việc mà bà Mogherini bà cũng đã nói rất rõ là bà cảnh báo về cái việc mà quân sự hóa cái vùng biển phía Nam, tức là vùng biển Đông, phía Nam của Trung Hoa, tức là vùng biển phía Đông. Và trong cái bài báo này của đài truyền hình NTV của Đức cũng rất là lớn, thì họ đã đề cập đến nhiều vấn đề, mà trong đó vấn đề căng thẳng tại vùng biển Việt Nam đã được đưa lên hàng đầu. Thì đây là cái điều mà Việt Nam của chúng ta đang phải chịu đựng một người láng giềng như vậy. Và trước đó thì các bạn cũng đã biết những cái thông tin, và chúng tôi xin cập nhật thêm, đó là Pháp và Anh đã đưa tàu chiến vào biển Đông thách thức Trung Quốc. Đây là hình ảnh của bà Palov, người đứng đầu lực lượng vũ trang Pháp. Đây là hình ảnh của bà đây. Và trong cái bài báo này đã ghi rất rõ những cái thông tin mà Pháp đã đưa tàu chiến sang để tuần tra, và cũng như là để khẳng định cái việc mà tự do hàng hải tại Việt Nam, tức là tại vùng biển của biển Đông được thực thi. Và ngoài ra thì bà cũng đã nói rằng là ngay cả Anh cũng sẽ cân nhắc và đưa cái tàu chiến đến khu vực này cũng để tuần tra cùng với Mỹ và Pháp. Đây là cái hình ảnh mà cái tờ báo của Nga Sputnik cũng đã đăng tải trong ít ngày cách đây ít ngày về hình ảnh mà chiến hạm của Anh, và họ ghi rất rõ rằng là Anh có thể tìm lợi ích quốc gia đất nước ở biển Đông sau Brexit. Có nghĩa là sau khi cái nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu thì họ vẫn phải bảo vệ cái tự do hàng hải và những cái quyền thương mại đi lại tự do trên vùng biển, trong đó có vùng biển phía Nam của Việt Nam, đó là vùng bãi tư chính và khu vực đó cùng với Mỹ, để họ thực thi cái quyền tự do mà công ước quốc tế đã được công nhận. Và Việt Nam hiện nay cũng đang rất muốn điều đó. Thì đây là hình ảnh các bạn xem, hình ảnh chiến hạm của Anh đã được tờ báo Sputnik đã đăng tải, và các bạn cũng có thể xem những thông tin này ở trên trang Sputnik và một số trang báo ở nước ngoài khác. Tuy nhiên ở trong nước thì những cái trang như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Đài Tiếng Nói FA hoặc là kể cả Thời Báo cũng thường bị Việt Nam chặn, và người dân rất ít được biết những cái thông tin sự thật như thế này. Thì các bạn có thể tìm cách và để vượt tường lửa để vào xem những thông tin quan trọng như vậy. Và cái điều mà Việt Nam cũng nên cân nhắc, bởi vì hiện nay Mỹ cũng như là một số cái nước khác đang tìm cách là đàm phán hiệp ước an ninh với các quốc đảo Thái Bình Dương để kiềm chế Trung Quốc. Đây là hình ảnh mà các bạn thấy ở trong cái trang báo ngày hôm nay, bản tin ngày hôm nay cũng đã đăng, là ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ đã liên tục đi và tới gặp những cái nước ở Thái Bình Dương để tìm cách đàm phán và ký kết hiệp ước an ninh với những cái nước này. Và điều đó dẫn đến việc mà Trung Quốc không những hiện nay đang bị Mỹ và một số nước khác, tức là họ tẩy chay về mặt là lợi dụng những cái thể chế tự do và dân chủ để ăn cắp những cái kỹ nghệ của các nước này và sau đó làm giàu bất chính. Và Trung Quốc đang phải đối mặt với cả những cái mức thuế cực kỳ lớn và càng ngày càng tăng của Hoa Kỳ và một số nước khác. Và điều đó sẽ dẫn đến nền kinh tế của Trung Quốc tới đây chắc chắn sẽ có những cái khủng hoảng nhất định và ảnh hưởng rất lớn đến cái việc xuất khẩu cũng như công ăn việc làm tại nước này. Và đương nhiên trong cái cuộc chiến thương mại này do Mỹ phát động đối với Trung Quốc thì Việt Nam là một cái nước được hưởng lợi. Đó là việc những cái tập đoàn và công ty lớn của Trung Quốc, của quốc tế đã lần lượt rất nhiều, và kể cả của châu Âu ở đây các bạn thấy đã chuyển sang Việt Nam và một số nước khác để sản xuất. Và Việt Nam nắm được cơ hội này thì sẽ tạo rất nhiều công ăn việc làm. Và khi hợp tác với Mỹ như vậy và hợp tác với nước châu Âu thì sẽ tạo được cái nền tự do dân chủ và những cái hiệp định, hiệp ước về quyền lao động của người lao động sẽ được Việt Nam phải thực thi. Thì như vậy thì mới đảm bảo được cái việc mà hợp tác lâu dài như là họ đã ký kết. Vâng. Và ngoài ra thì các bạn cũng đã thấy cái cảnh báo trước đây của ông Donald Trump đã nói về việc là ông ta là người đoàn kết để chống chủ nghĩa xã hội. Thì các bạn thấy hình ảnh của ông đã phát biểu ngay trước cái cuộc họp của Liên Hợp Quốc là như vậy. Nhưng mà ông Tổng Bí thư và Chủ tịch nước của chúng ta là ông Nguyễn Phú Trọng, thì các bạn thấy hình ảnh của ông rất già và rất mệt mỏi. Thì ông ta vẫn muốn là kiên định xã hội chủ nghĩa. Thế thì hai cái trường phái này nó đang rất khác nhau. Và chính vì cái điều xã hội chủ nghĩa này ấy, thì nó đã làm cho cái đất nước Việt Nam của chúng ta đã tụt hậu đi
rất nhiều so với thế giới. Và ngay cả với Trung Quốc là một nhà nước cộng sản, họ cũng vượt chúng ta rất nhiều, bởi vì là họ đã có những kỹ nghệ rất lớn, sản xuất vũ khí, xuất khẩu vũ khí và có tiềm lực quốc phòng rất lớn, bởi vì họ đã tiếp cận được những cái thông tin và tìm hiểu để họ sản xuất những cái ra những cái sản phẩm mà giá rẻ và bán khắp nơi trên thế giới. Nhưng tại Việt Nam thì thể chế xã hội chủ nghĩa đã đem đến những cái hậu quả rất tai hại, đó là những cái công ty nhà nước mà các bạn đã chứng kiến trong thời gian vừa qua, Vinalife, Vinashin và rất nhiều những công ty khác đã liên tục phá sản và có những cái món nợ khổng lồ khó đòi, và tiền mà những công ty này vay là do nhà nước bảo lãnh, và thì đấy là tiền thuế của người dân đã bị mất mát rất nhiều. Vậy cái thể chế kiên định xã hội chủ nghĩa thì không đem lại được cái điều gì cả, và hiện nay Mỹ và một số nước khác đang rất cố gắng để hỗ trợ Việt Nam rời bỏ thể chế này và rời bỏ và xây dựng một cái nền dân chủ. Và vậy thì ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong thời gian tới chắc chắn phải có những cân nhắc nhất định để giúp Việt Nam làm sao thoát được khỏi Trung Quốc và khẳng định được vị thế của mình cũng như là phát triển hùng mạnh, và người dân Việt Nam sẽ được hạnh phúc ấm no và được tự do như chúng tôi ở đây, được đi khắp nơi trên thế giới và được học hỏi, được kinh doanh buôn bán với mọi người mà không phải sợ bất cứ một thế lực nào như hiện nay chúng ta đang phải chịu đựng. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình tường hình tường thuật trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, ngay trước cái cửa văn phòng của Nghị viện châu Âu tại Berlin. Và chắc chắn trong cái tình hình căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát và tìm hiểu cũng như là cập nhật liên tục để các bạn biết được những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn một buổi tối bình an và vui vẻ và hạnh phúc. Và các bạn hãy bình luận sau cái video này để chúng tôi được biết cái ý kiến của các bạn trong cái chương trình này, cũng như là để phục vụ tốt hơn các bạn trong chương trình tới. Chào các bạn từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Lê Trung Khoa, Thời báo.de.